Sao con ăn rồi? Vừa đây có 6 viên mà. Đây là mi. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ đang vẫn để kia hay con để kia. Thôi cứ ăn đi đã, ăn đi đi. 6 viên nữa rồi, sao còn có 5 viên thế này? Là mi à? À, 1 viên ăn rồi á. Ờ, ok. Ngon không? Vâng. Tuyệt vời. Tuyệt vời không? Bye. Rồi, very good. Ngon không? Vâng. Mai mua nhá. Vâng. Mai mua nhá. Ừ, mai mua nhá. Vâng. Mai mua nhá. Ừ. Ăn nốt thì rồi học bài. Khiếp. Thích học bài đến thế à? Còn một quyển nữa đâu? Nhặt lên. Bút nữa. Đây một quyển vở này nữa. Nào. Lên đây hai mẹ con mình cùng viết. Đây viết vở này. Để cái này lui ra đây. Nào. Ê, ở dưới con đi. Một sách biển. Thôi ngồi ăn đi cho nghe con. Đây viết bút này.
đánh hả? Gì đánh bằng roi của My hả? Gì anh gọi đồ tí mẹ của ông nhé. Ông đang đến rồi kìa. Ở đây chị đây.
Dạ, yeah, tôi cũng đi làm trả rồi. Ngoan nha, ngoan nha. Thank you.
Con thì con chim đi tìm gì? Con chim đi tìm tổ chim nào? Con xem nó là hỏi. Ồ, con vẽ gì mà vẽ nhanh nhá. Con phải vẽ cái đường vây cung của nó này. Nhưng mà thôi, không để ý, kệ, con đi vẽ nét nào. Không, con vẽ bút chì thì không cần phải xóa tí tự mực ra hết. Không phải xóa tí tự mực ra hết con. Mẹ đã bảo tí mực nó tự hết, con không phải lo. Thôi mở sang trang khác đi. Thank you.